Chủ mẫu, tác giả Du Phong Vân, tập 5. Đồng hồ chỉ 11 giờ 1 phút, Thiên Phạm đã canh chừng được 3 tiếng đồng hồ xuyên suốt rồi. Anh mặc đồ bảo hộ y tế, ngồi tựa vào bức tường trắng, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía giường bệnh của Thiên Đức, không dám lơ là. Tiểu Âm có nói với anh khoảng từ 10 giờ đêm tới 11 giờ đêm. Đây là khung giờ mà quỷ sai sẽ đi đón hồn. Chỉ cần trụ qua được cái khung giờ này trong ngày hôm nay, vậy thì Thiên Đức sẽ được cứu sống. 11 giờ 5 phút, Thiên Phạm đột nhiên có cái nhíu mày sau 3 giờ đồng hồ ngồi yên tĩnh trong phòng bệnh. Anh đột nhiên cảm nhận được khí lạnh tràn tới, tiếng kêu tít tít trên máy báo đo nhịp tim của Thiên Đức cũng kêu lên khác thường. Thiên Phạm đứng dậy đi tới bên cạnh giường của Thiên Đức. Anh vòng qua phía bên kia, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ xíu trắng bạch của Thiên Đức. Anh cúi người, sau đó nói thầm vào tai thằng bé. Cố gắng lên nhóc con à, anh sẽ cứu em phải mạnh mẽ đến cùng, nhớ chưa? Thiên Đức vẫn nằm bất động như vậy, không một động thái nào là có thể sẽ trả lời. 11 giờ 7 phút, trong phòng bệnh càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên, vào ngay khoảnh khắc không để ý tới, Thiên Phàm kinh ngạc khi nhìn thấy trong phòng bệnh của Thiên Đức xuất hiện thêm một người nữa. Mà không, đây không phải người, đây hình như là quỷ sai tới bắt hồn. Thiên Phạm không rõ vì sao lúc này anh lại có thể nhìn thấy được quỷ sai, mà đây cũng là lần đầu tiên anh đối diện với cái loại chuyện này. Có điều, anh vậy mà lại không có cảm giác sợ hãi, ngược lại còn thấy rất bình tĩnh, rất điềm nhiên. Đối diện với ánh mắt dò xét của quỷ sai, Thiên Phạm uy nghiêm chào hỏi. Xin chào, quỷ sai đại nhân. Quỷ sai với hình dáng mập mạp, cái đầu lắc lư, hai mắt đỏ lừ, hắn nghe Thiên Phàm chào hỏi, quỷ hồn của hắn bỗng rung lên, quên mất phải tới đây để câu hồn người chết. Hắn cứ trừng hai con mắt to tổ chản ra mà nhìn Thiên Phàm, hình như muốn dính hẳn con ngươi vào người của Thiên Phàm luôn. Mà Thiên Phàm sau khi chào hỏi quỷ sai, anh không nghe quỷ sai trả lời lại, anh có chút nóng lòng lại tiếp tục lên tiếng. Quỷ sai đại nhân, ngài có nói chuyện được không? Tôi muốn thương lượng với ngài một chút. Quỷ sai có hơi hoảng, hắn lúc này mới tỉnh táo trở lại. Giọng nói có ồ ồ đục ngầu, hắn nói trong đứt quãng dè chừng. Nói cái gì? Tôi tới đây để bắt hồn người chết, là làm theo mệnh lệnh, không muốn đắc tội với ai. Thiên Phàm không hiểu vì sao nhìn quỷ sai có vẻ như đang rất là hồi hộp. Có điều, chuyện cấp bách cần phải làm, anh không thể dài dòng thêm được. Anh nhìn quỷ sai, thần sắc đanh lại. Anh nắm chặt tay của Thiên Đức, nghiêm nghị nói thật lớn. Người này không được bắt, khẩn xin quỷ sai dời bước. Quỷ sai bị uy thế của Thiên Phàm dọa, quả thật là hắn đang cảm thấy rất sợ hãi con người này. Hắn mới làm quỷ sai được có mấy tháng, bữa nay đi theo Bạch Vô Thường đại nhân để bắt hồn. Ai ngờ đâu lại đụng trúng một nhân vật hết sức đặc biệt. Mặc dù nhìn người này rất bình thường, không phải quỷ cũng không phải thần, vậy mà không hiểu tại sao hắn lại thấy sợ hãi người đàn ông này nhiều tới như vậy. Giọng nói ấp úng, thái độ lấm la lấm lét, quỷ sai sung sung mà trả lời. Cái này, anh coi, linh hồn của thằng nhỏ cũng sắp rời thân xác rồi, tôi cũng... Không được. Quỷ sai, khẩn xin quỷ sai đại nhân, quỷ sai đại nhân dời bước. Đối diện với ánh nhìn như lửa rực của Thiên Phàm, quỷ sai như muốn chết thêm một lần nữa vì sợ. Ông trời ơi! Không được bắt hồn thì không bắt chứ, có gì đâu mà nạt nộ người ta. Người ta là quỷ, nhưng người ta cũng biết sợ chứ bộ, giật hết mình nọ. Tiểu Âm đi đón lão tử. Đón được lão tử,
cô liền kéo ông ấy chạy như trối chết lên phòng của Thiên Đức. Vừa mới bước tới, còn chưa kịp đi tới trước cửa phòng bệnh của Thiên Đức, lão tử đã nghiêm giọng mà kêu lên. Không hay rồi, Bạch Vô Thường tới rồi, không kịp nữa. Tiểu Âm nghe lão tử nói, mà cô cũng nhìn thấy ở phía trước phòng bệnh của Thiên Đức, một thân ảnh trắng từ đầu tới chân đang lẳng lặng đứng nhìn vào phía bên trong phòng bệnh. Phía sau còn có một vài linh hồn đang được quỷ sai dẫn dắt. Tiểu Âm sợ đến hết hồn, cô rất muốn chạy tới chỗ của Thiên Đức. Nhưng lão tử lúc này lại ngăn cô, ông gằn giọng. Không kịp đâu, con đừng có tới đó nữa, ở yên ở đây. Tiểu Âm gần tay lão tử, cô quýnh quán tới mức muốn khóc lên. Nhưng mà Thiên Đức, để con... Yên lặng đi. Con nhìn thấy cái gì không? Bạch Vô Thường đi rồi, tên quỷ sai mà kia không bắt hồn, không có hồn của con nít. Đúng rồi, Tiểu Âm cũng vừa nhìn thấy Bạch Vô Thường vừa mới rời đi. Phía sau ngài còn có 2-3 quỷ sai và vài linh hồn. Nhưng không có linh hồn của Thiên Đức, không hề có linh hồn của con nít. Vào ngay lúc Bạch Vô Thường và đoàn tùy tùng rời đi, Tiểu Âm và lão tử đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn vang. Lúc này, vô số bác sĩ và y tá đang từ phòng bên cạnh chạy tới đã chạy hết vào phòng bệnh của Thiên Đức. Tiểu Âm sốt ruột tới nóng bừng lên, cô chạy thật nhanh tới phòng bệnh, quên mất luôn lão tử đang ở phía sau lưng. Lúc cô chạy gần tới thì cũng vừa lúc nhìn thấy Thiên Phàm bước từ phòng của Thiên Đức trở ra ngoài. Anh tháo khẩu trang, đôi mắt sâu hun hút, không có gợn sóng nhìn cô. Môi anh đột nhiên nở nụ cười hiền từ như hoa sen nở trong hồ. Chất giọng trầm ấm, anh nói thật kiên định. Quỷ sai đi rồi, Bạch Vô Thường đại nhân cũng rời đi. Thiên Đức, thằng bé ổn rồi. Sức khỏe của Thiên Đức đột nhiên chuyển biến tốt. Đây không những là kỳ tích của Lâm gia mà còn là kỳ tích của y học. Sau 10 ngày đêm nằm điều trị với tiên lượng cực kỳ xấu, cuối cùng thì Thiên Đức cũng tai qua nạn khỏi, sức khỏe dần dần hồi phục lại. Khỏi phải nói cũng biết, người nhà họ Lâm vui mừng tới cỡ nào, từng đoàn người nối tiếp vào xem tình hình của Thiên Đức. Nhà thương chưa bao giờ tiếp đón lượng người nhà bệnh nhân đến thăm đông tới như thế này. Mà sau khi xong chuyện của Thiên Đức, Lâm lão gia mới xử lý tới tin đồn Thiên Đức bị hạ độc. Ông cho nhiều người điều tra lại về thời điểm trước khi Thiên Đức phát bệnh, vừa dặn cũng chính là cái ngày mà Lâm lão gia gặp Thiên Phàm cùng với Thiên Đức và Tiểu Âm đang ngồi chơi trong vườn. Theo như kết quả điều tra, thì vào hôm đó, Thiên Đức có ăn tổ yến chưng cùng với Thiên Phàm và Tiểu Âm. Sau khi ăn xong, đến chiều thì thằng bé phát bệnh, sau đó là nhập viện rồi hôn mê. Đáng lý, Lâm lão gia sẽ cho người điều tra song song, nhưng vì lúc đó tình hình sức khỏe của Thiên Đức quá mức là nguy kịch, ông cũng không còn tâm trạng nào, vậy nên mới hoãn việc điều tra lại cho tới tận bữa nay. Thiên Phàm ngồi cạnh bên Lâm lão gia, anh nhìn người làm đang đứng ở trước mặt, lại thấy ông nội tức giận như vậy. Trước tiên là anh dịu giọng trấn an nội. Nội à, đừng có giận quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Rồi mình sẽ điều tra ra mà, nội đừng có lo quá. Lâm lão gia làm sao có thể không tức giận? Rõ ràng là cháu nội ông bị người ta hại, còn hại ở trong nhà của ông, vậy mà ông lại không có bắt được. Hỏi ông làm sao mà không tức? Bực tức tới run tay, Lâm lão gia đập nhẹ tay xuống bàn, ông quát. Bọn họ không chịu khai, vậy thì đuổi cổ hết đi, cắt hết lương thưởng, đuổi việc ngay ngày hôm nay. Nếu đã không có bắt được thủ phạm, vậy thì thanh lọc toàn bộ người làm trong nhà, để coi, coi còn ai dám cả gan hại cháu của Lâm gia nữa hay không. Thiên Phàm nhìn về phía người làm, có khoảng hơn 30 người đang bị điều tra. Nếu đuổi việc thì sẽ đuổi hết số này, không có giữ lại ai. Thiên Phàm không tính sẽ đuổi hết những người này, nhưng nội nói cũng đúng, đã không điều tra được thì đuổi hết đi. Như vậy cũng an tâm được phần nào. Có điều đây chỉ là biện pháp giải quyết bên ngoài, còn phần bên trong xem ra phải điều tra thêm một thời gian nữa mới được.
Cậu ba Thiên Phúc ngồi trên ghế cổ, cậu nhìn về phía nội và Thiên Phàm, sau đó nghiêm túc nói ra ý kiến của mình. Nội đuổi bọn họ là đúng, không có thể nào nuôi ông tay áo được, nhưng mà có chuyện này con thật sự không có hiểu. Theo như bảo mẫu chăm sóc cho Thiên Đức nói là thằng bé không có kịp ăn cơm chiều đã phát bệnh. Vậy tức là trước đó, cái thứ thằng bé ăn nhiều nhất là tổ yến chưng của anh hai và sữa tươi pha sẵn. Sữa tươi pha sẵn thì khó mà hạ độc vào được. Vậy thì hung thủ chỉ có thể ra tay từ chỗ anh hai. Nhưng mà anh hai và Tiểu Âm cùng ăn chung với Thiên Đức, vậy mà chỉ có một mình Thiên Đức trúng độc. Lâm lão gia cũng bán tính bán nghi, ông nhíu mày nhìn cháu trai thứ, trong lòng như đang phân tích và suy xét. Ông tất nhiên sẽ không có nghi ngờ Thiên Phàm, nhưng còn về phần cô gái Tiểu Âm thì... Thiên Phúc dừng một chút, anh quan sát sắc mặt của Lâm lão gia, canh đúng thời cơ, anh nói. Anh hai chắc chắn sẽ không có liên quan gì tới cái chuyện hạ độc rồi, nhưng còn Tiểu Âm thì... Thiên Phúc và Lâm lão gia đều có suy nghĩ giống như nhau, nghĩ đến hướng bất lợi cho Tiểu Âm. Chỉ có điều Thiên Phàm cũng không có lo lắng lắm. Anh nhìn thoáng qua Thiên Phúc, sau đó lại dừng tới chỗ Lâm lão gia. Anh điềm tĩnh, cất giọng. Không phải là Tiểu Âm, mọi người không cần nghi ngờ. Thiên Phúc nhìn anh trai, anh chất vấn. Em biết Tiểu Âm rất quan trọng với anh hai, nhưng mà không có thể vì vậy mà bỏ qua cô ấy không có điều tra. Ở đây, mình cần tính minh bạch rõ ràng. Nếu Tiểu Âm không làm, vậy thì chắc chắn không có một ai có thể định tội cô ấy được. Thiên Phàm vẫn vô cùng điềm tĩnh. Ánh mắt anh tĩnh lặng nhìn về phía Thiên Phúc. Giọng nói của anh trầm ấm, rõ ràng. Nếu chú đã nói như vậy, vậy thì cứ cho người điều tra luôn anh đi. Ngày hôm đó chỉ có anh, Thiên Đức, Tiểu Âm và một cô người làm. Cô người làm đã được điều tra qua. Bây giờ chỉ còn anh và Tiểu Âm. Yến chưng mà Thiên Đức ăn là được múc ra từ chung một nồi yến nhỏ. Cả anh và Tiểu Âm và Thiên Đức cùng ăn. Anh không có vấn đề gì cả. Tiểu Âm cũng không. Chỉ có duy nhất Thiên Đức gặp chuyện. Không cần nói cũng biết về vấn đề không nằm ở chén yến chưng của Thiên Đức rồi. Nhưng để cho công bằng, chú có cho người đưa anh và Tiểu Âm đi tra hỏi. Anh sẵn lòng. Thiên Phúc nửa thật nửa giả, anh ta cười nói. Mọi người tin tưởng anh mà, sao có thể kêu người điều tra anh được chứ. Nhưng mà để cho công bằng thì... Lời còn chưa nói hết, Lâm lão gia đã cắt ngang ý của Thiên Phúc, giọng ông nghiêm nghị. Thiên Phàm nói đúng, vấn đề không nằm ở chén yến chưng của Thiên Đức, bởi Thiên Phàm và Tiểu Âm bữa đó cũng đã ăn, cả hai đứa nó đều không có chuyện gì. Về phần Tiểu Âm, con bé mặc dù có chút khả nghi, nhưng ông nghĩ hung thủ không phải là con bé. Nó không có giống người hạ độc. Được rồi, sau này đừng có ai nhắc lại cái chuyện yến chưng của Thiên Đức nữa. Hướng này không có gì để điều tra, nên điều tra sang hướng khác. Thiên Phúc nhíu khẽ chân mày mà nhìn Lâm lão gia. Anh có hơi bất mãn về quyết định này của ông nội. Ánh mắt anh lướt tới gương mặt của Thiên Phàm, sau đó làm như không nhìn mà lướt sang hướng khác. Mặc dù trên mặt vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng Thiên Phúc lúc này lại có nhiều suy nghĩ chồng chất lên nhau. Rõ ràng là ông nội thiên vị cho Thiên Phàm, chỉ cần có liên quan tới Thiên Phàm thì ông sẽ luôn bảo vệ chầm chầm. Mẹ anh nói không có sai, nội thật sự rất coi trọng mẹ con Thiên Phàm, coi trọng đến mức thiên vị. Lão Tử ngày hôm đó tới nhà thương, tới sáng hôm sau liền rời đi. Ông có công việc quan trọng cần làm nên không thể ở lâu với Tiểu Âm được. Thiên Phàm và Lão Tử cũng đã gặp mặt qua. Lão Tử không có nói gì mà Thiên Phàm cũng không hề có ý kiến về Lão Tử. Ngồi ở trong thư phòng, Thiên Phàm nhìn Tiểu Âm đang đọc sách. Anh nghĩ một chút, sau lại nhẹ giọng lên tiếng. Sau này cô để ý một chút, chuyện của Thiên Đức, có người nghi ngờ là cô làm. Tiểu Âm nhíu mày, cô hạ quyển sách xuống thấp, không mặn không ngọt mà cô tò mò. Nghi ngờ tôi hả? Là ai nghi ngờ? Thiên Phúc nghi ngờ cô. Thật ra người khác nghi ngờ cô cũng là có lý, không có trách bọn họ được. Tiểu Âm ôm quyển sách vào trong lòng, cô không tức giận,
chỉ có hơi khó chịu một chút. Cô làu bầu với Thiên Phàm. Cậu ba không có thích tôi, điều này tôi biết. Nhưng mà nghĩ tôi hại Thiên Đức, trí tưởng tượng của cậu ấy phong phú quá đi đó. Nếu tôi hại được Thiên Đức, thì tôi đã trèo lên cái ghế chủ mẫu của Lâm gia từ lâu rồi. Lâm gia này đâu phải nơi để một đứa vô danh tiểu tốt như tôi lộng hành. Đúng rồi. Đúng là khát máu tanh lòng. Khát máu tanh lòng. Câu này không phải chỉ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sao? Cái cô nhóc này văn chương ít ỏi như vậy. Nghe Tiểu Âm bất mãn làu bầu, Thiên Phàm mới khuyên nhủ trấn an cô. Được rồi, đừng có tức giận. Tôi đã giúp cô minh quan, sẽ không ai dám nghi ngờ cô nữa đâu. Nhưng mà để an toàn, sau này nên cẩn thận hơn một chút, tránh cho người ngoài có ý đồ xấu với cô. Cũng không phải là bắt cô ở ngoài ở trong phòng, cô cứ tự nhiên như trước. Nhưng nhớ, làm việc gì cũng phải để ý, như vậy là được rồi. Tiểu Âm không vui. Có điều cô cũng không có dám dính lấy chuyện này mà khiến cho bản thân khó chịu. Đặt quyển sách xuống, cô rót ly nước uống cạn, chống cằm mà hỏi Thiên Phàm. Tôi cũng không có thể để tâm tới chuyện người khác nghi ngờ tôi đâu. Miệng là của bọn họ, muốn nói cái gì thì tùy, ai quản được chứ. Mà nè, anh kể cho tôi nghe thêm về chuyện bữa đó đi. Có thật sự là Bạch Vô Thường chỉ nhìn anh rồi đi không? Ngài ấy không có nói gì thật sao? Thiên Phàm ngã người tựa vào ghế, anh gật đầu chậm rãi trả lời. Ừ, chỉ nhìn tôi thôi, không nói cái gì. Sau đó thì đưa quỷ sai mập rời đi cùng một vài linh hồn. Tôi cũng thấy rất ngạc nhiên, không nghĩ là Bạch Vô Thường lại không có làm gì tôi. Chắc ngài thương xót Thiên Đức còn nhỏ tuổi. Lão tử, ông ấy không nói thêm gì về cái chuyện này của tôi à? Tiểu Âm lắc đầu. Cũng như anh đã biết rồi đó, lão tử nói là chắc có thể kiếp trước anh và một nhân vật tu luyện đạo pháp giỏi, vậy nên kiếp này mới được hưởng hào quang của chánh pháp, được quỷ thần kính nể. Lão tử nói chắc là Bạch Vô Thường xem trọng anh nên mới tha cho Thiên Đức, chứ nếu không có anh thì Thiên Đức coi như là xong rồi. Đã là Bạch Vô Thường, đi câu hồn thì không cách nào xin xỏ được đâu. Dừng một chút, Tiểu Âm liền chồm hết người nhìn chằm chằm vào Thiên Phàm. Hai mắt cô to tròn, giọng nói hiếu kỳ, tò mò, nghe rất rõ. Lão tử nói cũng có lý, nhìn anh rất hiền hòa và phúc khí, hơi thở trên người cũng thanh tịnh nữa. Có điều, sao tôi lại không có cho rằng kiếp trước anh là một người tu luyện đạo pháp giỏi ha? Anh có nhớ gì về đạo pháp không? Như là biết vẽ linh phù hay là biết dùng các thuật pháp? Anh có nhớ cái gì không? Thiên Phàm đẩy nhẹ vào trán của Tiểu Âm. Anh cười hiền hòa, nụ cười thanh khiết như hoa sen nở. Anh chậm chậm nói. Đừng có tò mò. Tôi biết cái gì tôi sẽ nói cho cô biết cái đó mà. Cũng hy vọng những gì lão tử nói là thật. Tôi cũng rất có hứng thú với đạo pháp của cô. Linh phù hoặc là phù chú nghe rất là hay ho đó chứ. Tiểu Âm nhìn Thiên Phàm, cô không hỏi thêm gì nữa, tự trong lòng cô có suy nghĩ của riêng cô. Lão tử có nói riêng với cô, thân phận của Thiên Phàm có thể là rất đặc biệt, kêu cô nên để ý tới anh nhiều hơn. Còn về phần Thiên Phàm, sau khi Tiểu Âm rời khỏi phòng, anh liền đi tới bên cạnh cửa sổ, sau đó dõi nhìn về một hướng xa, tầm mắt xa xăm nhưng kiên định. Cơ thể anh đặc biệt, có thể cảm nhận được, mà nói chính xác là linh hồn của anh, có thể có đặc điểm đặc biệt mới đúng. Anh biết ý nghĩa của linh phù, anh nhìn được người âm, còn cảm nhận được âm khí, linh khí hoặc là tử khí. Nếu lão tử không nói, thì anh cũng cảm thấy rất là tò mò về bản thân mình. Không rõ kiếp trước, anh là nhân vật gì, mà kiếp này lại có khả năng đặc biệt như vậy. Có điều, anh cũng không có nôn nóng, bởi vì anh có linh cảm rằng anh sẽ tự mình khám phá ra được sự đặc biệt tận sâu trong linh hồn của anh. Anh tới thế giới này là vì có mục đích, anh đoán là như vậy đó. Đêm khuya tĩnh mịch, trong phòng khách nhỏ,
tiếng khóc tỉ tê của một người phụ nữ vang lên. Bà ôm lấy mặt khóc nức nở uất ức. Ly hôn? Chỉ vì một chuyện nhỏ xíu như vậy mà anh muốn ly hôn với em? Anh có còn là người không hả? Anh muốn em sống như thế nào đây? Ông Năm đứng lẳng lặng một góc mà nhìn vợ mình, không một chút thương xót, giọng của ông lạnh tanh. Một người phụ nữ máu lạnh như cô, đừng có tưởng tôi không biết cô đã làm cái gì Thiên Đức. Nếu cô còn muốn nhà mẹ cô được tốt, thì cô viết đơn đi. Tôi sẽ nể tình mà giữ thể diện cho cô. Bà Năm ngước gương mặt lấm len, nước mắt lên, nhìn chồng mình. Bà run rẩy. Anh nói vậy là sao? Anh biết cái gì? Em đã làm cái gì Thiên Đức mà anh nói như vậy? Anh đừng có vu oan cho em. Em không có làm cái gì hết. Không có mà. Ánh mắt ông Năm sắc lạnh. Ông trừng mắt nhìn vợ. Thái độ giận dữ có thừa. Ông ghét bỏ mà gằn từng tiếng. Bánh quy của Thiên Đức thường ăn được nhập từ đâu? Tôi đã điều tra ra được rồi. Cô không cần chối. Hay cho cô, chủ mưu tính toán giỏi. Đến cả ba tôi cũng không có điều tra ra được cái gì. Cô hay lắm. Em trai cô có công ty bánh kẹo. Bánh của Thiên Đức ăn đều nhập về từ đó. Cô đã lợi dụng cái điểm này để ra tay. Tôi nói có đúng không? Dừng một chút, dưới ánh mắt ngỡ ngàng không tin được của bà Năm, ông Năm một lần nữa lạnh giọng mà nói thật rõ ràng. Độc không bỏ trực tiếp trong bánh mà bỏ trong cái gói hút ẩm của bánh quy. Vậy nên khi kiểm tra bánh kẹo của Thiên Đức mới lơ là bỏ qua vấn đề này. Nếu không phải tôi nghi ngờ cô từ trước, vậy thì cũng chưa chắc là tôi đã điều tra ra được. Cô hạ độc rất có tính toán. Mỗi hộp bánh cho một chút, nhưng nếu cộng lại nhiều hộp thì số lượng độc đưa vào cơ thể của Thiên Đức là vừa đủ để hại chết thằng bé. Cô nói thử xem, cô hạ độc gì? Cô dùng cái độc gì để giết thằng nhỏ? Bà Năm sợ hãi, toàn thân run rẩy. Bà trơ mắt nhìn chồng, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu. Bà rất muốn nói, rất muốn phản kháng lại, nhưng không hiểu sao cổ họng của bà lại khô khốc, nó ứ nghẹn không thể phát ra thanh âm. Không thể nào như vậy được. Bà đã tính toán cẩn thận lắm mà, làm sao chồng bà có thể phát hiện ra được chứ? Với lại, độc mà bà hạ vào bánh của Thiên Đức cũng không có nặng tới mức lấy mạng của một đứa trẻ đâu. Bà toàn thân run rẩy, bà Năm nhào tới quỳ rạp ôm lấy chân chồng, vừa nói bà vừa khóc là dập đầu mà van xin. Anh, em biết sai rồi. Anh bỏ qua cho em một lần này đi. Em hứa sẽ không có đụng tới Thiên Đức nữa. Em hứa, cũng tại vì anh cứ mãi mê lo cho mẹ con Thiên Đức nên em mới... Ông Năm dùng chân hất văng bà Năm ra xa một đoạn. Ông đi tới siết lấy cầm của bà, sau đó tức giận mà gằn từng tiếng trong phẫn hận. Cô câm miệng! Cô không có đủ tư cách để nhắc tới mẹ con của Thiên Đức. Tôi thà cả đời này ở như vậy cho tới chết, chứ không có muốn chung sống với một con đàn bà lòng dạ trắng rết như cô. Nể tình cô theo tôi bao nhiêu năm, cô viết đơn đi, tôi ký, giữ cho cô thanh danh tốt đẹp. Còn nếu như cô vẫn còn ngoan cố, vậy thì cô đừng có trách tôi độc ác với nhà mẹ của cô. Đây có lẽ là sự tử tế cuối cùng của tôi làm cho được. Cô đừng có khiến tôi chướng mắt thêm nữa. Cô nghe cho rõ chưa? Cút đi! Ông Năm mắng xong thì liền bỏ đi, để lại một mình bà Năm với nỗi kinh hoàng tủi nhục, kèm theo một cái đầu không thể suy nghĩ được thông suốt. Bà hận ông Năm. Bà hận ông không có yêu bà nhưng cưới bà. Hận ông không có làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Bà hận bà Tư. Hận bà Tư đã có chồng có con mà còn mê hoặc quyến rũ chồng của bà. Bà cũng hận Thiên Đức. Hận thằng tranh con suốt ngày cứ bám dính lấy chồng bà không buông. Ngồi phịch xuống sàn nhà, móng tay của bà Năm bấu chặt xuống sàn. Bà bấu mạnh tới mức móng tay gãy đôi rồi đâm vào da thịt bà, làm cho bà đau tới chảy máu. Ánh mắt bà lúc này dại đi, con người thoáng đục ngầu, phảng phất một luồng khí đen nồng đậm của sân si hận thù tích góp. Kèm theo đó là một nụ cười quỷ dị kỳ quái. Lúc sống có thể bà không làm được gì, nhưng còn khi chết rồi thì chưa chắc. Tiếng cười quỷ dị nổi lên trong không trung yên tĩnh. Bà Năm yếu ớt chống tay đứng lên, bước chân bà siêu siêu vẹo vẹo,
vừa đi vừa khóc. Vừa khóc lại vừa cười. À, bà nhớ ra là bà có một cái váy đỏ rất đẹp. Bà sẽ mặc nó. Bà sẽ mặc nó. Cuộc đời của bà hết rồi. Chấm hết. Phải chết đi thì bà mới có thể bắt đầu lại được. Chồng bà và con đàn bà đó cứ chờ đi. Thiên Đức hồi phục được hơn 50% sức khỏe. Thằng bé hồi phục rất tốt, nhìn qua không giống như là bệnh nhân vừa mới qua cơn nguy kịch. Khỏe mạnh trở lại, việc đầu tiên Thiên Đức làm là tìm ông Năm để vẽ tranh. Hai chú cháu ở cạnh nhau cả ngày không chán. Thiên Đức không có cha, nay được chú yêu thương như con ruột. Ai nấy nhìn thấy cũng đều rất vui mừng. Còn về chuyện Thiên Đức bị hạ độc, thì tạm thời vẫn chưa có manh mối. Lâm gia chỉ có thể nhẫn nại mà tiếp tục điều tra thêm. Ông Năm đã mấy ngày không trở về nhà, hôm nay cũng là một ngày như vậy. Sau nửa buổi sáng vẽ tranh, Thiên Đức lúc này được y tá đưa xuống sân chơi. Trong phòng bệnh hiện giờ chỉ còn lại ông Năm và bà Tư. Nhìn thấy bà Tư có vẻ không thoải mái lắm, ông Năm hiểu ý. Ông đứng dậy dọn dẹp màu vẽ cho Thiên Đức. Vừa dọn, ông vừa nói: "Tôi về một lát, tới chiều tôi sẽ lên thăm Thiên Đức. Chị có mệt đó thì nghỉ ngơi đi. Thiên Đức cũng khỏe lại rồi. Người chăm sóc thằng bé cũng nhiều. Chị đừng có ôm hết việc vào người như vậy. Tôi thấy chị yếu lắm rồi đó. Người thì xanh xao, chị phải biết chăm sóc cho bản thân mình chút chứ." Bà Tư mặc qua da phấn, có điều nhìn bà lúc này có phần tiều tụy. Son môi cũng không thoa, để nguyên cái gương mặt mộc thanh nhã như vậy. Bà ngồi trên sofa, tay cầm dao gọt vỏ táo. Nghe ông Năm nói, bà chỉ cười khách sáo đáp lại: "Cảm ơn chú Năm. Tôi biết tự lượng sức mình mà. Chú yên tâm, tôi không có sao." Ông Năm vẫn thấy không có yên tâm. Ông đặt màu vẽ vào vị trí ngay ngắn. Sau đó, ông nhìn bà bằng ánh mắt nhẹ nhàng sâu lắng. Ông dịu giọng: "Chị không có ổn như những gì chị nói đâu. Chị phải nghỉ ngơi, cứ nghe lời tôi, để tôi sắp xếp với người làm cho chị về nhà ngủ một giấc thoải mái. Đã gần nửa tháng chị túc trực ở đây rồi, chị không có thấy chán gì, nhà thương cũng sẽ thấy chán chị đó. Nghe lời tôi, đừng có bướng bỉnh. Chị cứ luôn bướng bỉnh như vậy." Bà Năm thoáng khựng người khi nghe ông Năm đột nhiên nói chuyện với bà bằng thái độ như vậy. Tay bà có run nhưng rất nhanh sau đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Bà không có nhìn về phía ông Năm, nhưng giọng nói của bà vẫn rất dịu ngọt. Lông mi dài thi nhau rủ xuống: "Cảm ơn ý tốt của chú, nhưng tôi bây giờ đã là mẹ. Tôi sống vì con chứ không còn sống vì tôi nữa. Hơn nữa, tôi đã hứa với chồng sẽ chăm sóc con thật tốt. Thiên Đức là tất cả của vợ chồng tôi, chú cũng hiểu mà." Bà Tư càng nói, ông Năm càng cảm thấy đau lòng, nhưng ông lại không có cách nào khuyên nhủ người phụ nữ này được. Cuộc đời này của ông, sai lầm nhất là để lỡ mất đi người con gái ông yêu. Điều này khiến ông ân hận cả đời. Biết tính tình của Uyển Uyển rất khó lay chuyển, cũng biết tình cảm vợ chồng của anh trai rất tốt. Ông Năm mặc dù có hơi chơi vơi, nhưng ông vẫn cố gắng khuyên nhủ bà Tư tới cùng. Giọng nói của ông càng lúc càng trầm ấm: "Biết chị lo nghĩ cho Thiên Đức, nhưng chị phải giữ gìn sức khỏe. Lỡ như chị có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ lo cho Thiên Đức đây? Đâu ai hiểu thằng bé được như chị đâu. Chị nghe lời tôi, đi nghỉ ngơi đi. Thiên Đức nó khôn lắm, sợ là nó sẽ đau lòng vì thấy chị vất vả lo cho nó như vậy đó." Bà Tư im lặng nhìn ông Năm. Thật ra thì những gì ông Năm nói cũng rất có lý. Với lại, bà cũng không có muốn tiếp chuyện với ông Năm lâu. Vậy nên, bà liền gật đầu thỏa thuận cho xong. Còn chuyện bà có thực sự nghỉ ngơi hay không thì chỉ có mình bà mới biết được. Đối với ông Năm, ngoài một chút tiếc nuối xưa cũ ra, thì trong lòng bà cũng chỉ còn lại những kỷ niệm đã qua. Không hẳn gọi là quên, nhưng bà sẽ không có muốn nhớ tới nữa. Bởi tình yêu trong bà thực sự đã không còn. Trong lòng của bà lúc này chỉ có con trai và người chồng đã chết.
Ngoài ra, cũng không thể chứa thêm được ai khác nữa. Ông Năm càng nặng tình, bà càng thấy khó xử, càng thấy có lỗi với vợ chồng của ông Năm hơn. Nhưng mà biết làm sao bây giờ? Ông Năm chỉ tỏ ra quan tâm tới Thiên Đức, nào có quan tâm chăm sóc gì riêng cho bà đâu mà bà có thể ép ông ấy cắt đứt quan hệ với mẹ con bà chứ. Thiệt tình, ông Năm cứ như vậy, sợ là trước sau gì cũng sẽ có chuyện cho mà coi. Ông Năm dọn dẹp xong màu vẽ của Thiên Đức thì cũng liền rời đi, không dám ở lại lâu trong phòng bệnh. Ông sợ bà Tư là Quyển Quyển sẽ cảm thấy khó chịu không được thoải mái. Biết làm sao được bây giờ chứ, người không dứt tình được là ông. Vậy nên, ông chỉ có thể chịu khổ đau, chịu khó xử dằn vặt như vậy mãi mãi mà thôi. Bước ra khỏi sảnh lớn, ông đứng chờ xe tới nên sẵn tiện kiểm tra. Dốc dáng ông vừa cao, gương mặt đẹp trai, khí chất ưu nhã phong trần của họa sĩ không giấu đi đâu được. Con cháu Lâm gia đều vô cùng hoàn hảo như vậy, dù có đứng một mình một cõi cũng làm cho những người xung quanh phải xuýt xoa trầm trồ. Chỉ có điều lạ là dường như phía ông Năm luôn có ánh mắt đỏ rực của ai đó dõi theo, ánh mắt dính sát vào nhất cử nhất động của ông Năm, kèm theo đó là một nụ cười quỷ dị kỳ lạ giữa ban ngày. Ánh mắt này thật sự rất quen thuộc. Nguyệt Dung, chị gái họ của Nguyệt Sang, mợ ba tương lai của nhà họ Lâm. Nguyệt Dung, người cũng như tên, xinh đẹp dịu dàng như là ánh trăng trong nước. Nếu như so với mợ ba Nguyệt Sang, lãnh đạm thanh khiết, thì nét đẹp của Nguyệt Dung nhẹ nhàng thuần khiết và đi vào lòng người hơn rất nhiều. Mặc dù cùng là chị em họ, một người bên nội, một người bên ngoại, nhưng có vẻ hai người Nguyệt Dung, Nguyệt Sang không có thân thiết lắm, cả hai đối đãi với nhau có phần hơi xa cách. Mợ Tư Quế Vân ngồi cạnh bên Thiên Nhi, mợ nhìn theo bóng dáng khuất xa của hai chị em Nguyệt Dung, Nguyệt Sang. Mợ lúc này mới cảm khái mà nói: hai người họ là chị em, nhưng mà nhìn không có thân thiết em ha. Thấy chị thấy Nguyệt Sang nó cứ sao sao đó, cứ như là bị ép buộc phải nói chuyện với Nguyệt Dung. Thiên Nhi là cô gái sống đơn giản và thoải mái nhất ở trong bức tường cao của Lâm gia. Danh là tiểu thư duy nhất của Lâm gia, tính tình lại hoạt bát thông tuệ, không có chuyện gì mà cô không có thể biết. Chị nhìn đúng rồi đó chị Tư. Chị ba tương lai là bị ép phải đi chung với chị Nguyệt Dung. Chuyện này chắc chị chưa có biết. Ở bên nhà chị Nguyệt Dung muốn kết thân với Lâm gia của mình. Mợ Tư sửng sốt, mợ liền hỏi: kết thân gia? Là kết thân gia với ai? Là kết thân gia với Thiên Hạo à? Hả? Không, anh trai em còn lâu mới cưới vợ, đã ăn chơi xong đâu mà cưới. Em nghe nói là bên Nguyệt Dung muốn kết thông gia với anh hai, ý là muốn thay vị trí của Tiểu Âm đó. Mợ Tư thông suốt, mợ gật gù. Bây giờ mợ mới hiểu vì sao Nguyệt Sang lại có vẻ như bị bắt ép khi phải đi chung với Nguyệt Dung. Nghe nói hai chị em họ trước nay là bằng mặt không có bằng lòng. Một đứa cháu nội, một đứa cháu ngoại. Đã vậy, bây giờ còn bắt Nguyệt Sang phải làm cầu nối cho Nguyệt Dung trèo lên. Không trách sao Nguyệt Sang lại có thái độ bất phục như vậy. Thiên Nhi nhàn nhạt lên tiếng, thái độ có chút bất mãn. Hết cô này là tới cô khác muốn làm vợ anh hai. Không có ai xem chị Tiểu Âm ra cái gì. Anh hai với Tiểu Âm đang rất tốt, không hiểu bọn họ muốn xen vào để làm chi chứ. Chắc là muốn tự tìm đường chết đó. Cũng không trách người ta được đâu. Tiểu Âm tuy rất hợp với anh hai, nhưng mà thân thế cổ không có. Má lớn với ông bà nội chắc chắn sẽ không có đồng ý cho anh hai cưới cổ đâu. Tiểu thư Nguyệt Dung gia thế rất tốt, có vẻ nhỉnh hơn gia thế của Nguyệt Sang một chút. Rất là hợp với anh hai nhà mình. Thiên Nhi bĩm môi. Cô không thèm để ý tới mấy cái chuyện gia thế gia cảnh gì đó. Cô thẳng thắn: vậy là chị Tư không có biết rồi.
anh hai mình bây giờ không còn là anh hai của trước kia đâu. Anh ấy đã không có thích thì có trói ảnh cũng không có đồng ý. Nhã Kỳ trước kia cũng tưởng là tiểu thư cao quý, ai ngờ đâu cuối cùng lại là một bông hoa héo, chỉ không có xứng với anh hai. Mợ Tư không phản bác lại ý kiến của Thiên Nhi, mợ chỉ cười rồi nói thêm ý kiến của mình vô. Đúng là anh hai bây giờ đã khác trước kia nhiều rồi, tính tình càng lúc càng khó chịu hơn. Nhã Kỳ trước kia chỉ là sự cố thôi, biết đâu anh hai hợp với Nguyệt Dung thì sao? Chị thấy Nguyệt Dung này cũng được lắm đó. Từ nhan sắc cho tới gia thế, lại chưa từng nghe tai tiếng gì, còn học hành rất giỏi nữa. Chắc là má lớn sẽ thích cổ lắm. Thiên Nhi bĩm môi, cô không có muốn công nhận điểm tốt này của Nguyệt Dung, bởi trong lòng cô đã mặc định Tiểu Âm là chị dâu của cô, vậy nên đối với cô, chỉ có Tiểu Âm mới xứng đáng để làm vợ của anh hai cô. Hơn nữa, cô biết anh hai cô không phải người dễ nói, dễ bảo như là anh ba hay anh tư, không phải muốn ép anh ấy lấy ai là anh ấy sẽ lấy người đó. Bề ngoài tuy hòa nhã, nhưng tính tình bên trong lại băng lãnh âm ngoan quá thừa. Ba cô luôn nói về anh hai. Càng nghĩ càng thấy không có thoải mái, Thiên Nhi không có ngồi cùng với Quế Vân nữa. Cô ôm theo hộp cherry quyết định đi tìm Tiểu Âm để cùng ăn. Đi tới trước khu nhà của cậu hai Thiên Phàm, còn chưa kịp bước vào trong hoa viên thì Thiên Nhi đã nhìn thấy Tiểu Âm đang đi về hướng nhà của chú Thiếm Năm. Thấy vậy, cô liền đuổi theo, sau đó cả hai cùng đi qua bên đó. Đưa mấy trái cherry cho Tiểu Âm, Thiên Nhi vừa đi bên cạnh vừa hỏi. Sao tự nhiên chị lại muốn qua tìm chú Thiếm Năm? Chị định mua tranh hả? Tiểu Âm gật gù, cô nói đại một cái lý do. Tôi định mua tranh, ông Năm vẽ tranh đẹp lắm, lần trước tôi được xem một lần rồi. Dứt câu, Tiểu Âm đột nhiên quay sang nhìn Thiên Nhi, mắt cô sáng rỡ khi nhìn thấy một hộp cherry to đùng, cô reo lên. Cherry ngon quá, cho tôi mấy trái nữa có được không? Tiểu Âm hào phóng gật đầu, cô nhét luôn hộp cherry vào người của Tiểu Âm. Cho chị hết đó, mẹ mua cho em rất nhiều, lát nữa em đem qua cho chị mấy hộp nữa, ngon ngọt lắm. Rất là ngon, trái cây của Hào Gia có khác ha, thơm ngon một cách khác thường luôn. Thiên Nhi cười khoái chí, còn hứa sẽ cho Tiểu Âm thêm mấy cái loại trái cây tươi ngon khác để ăn. Thiên Nhi thật sự rất quý Tiểu Âm, bởi cô cảm nhận được tính cách của Tiểu Âm rất là thật, không có giả dối, cũng không có giả vờ nịnh nọt. Tuy thoạt nhìn thì có vẻ rất xa cách băng lãnh, nhưng càng tiếp xúc lâu thì sẽ càng nhìn ra được Tiểu Âm là một cô gái hiểu chuyện. Tiểu Âm vừa hiểu chuyện vừa thông minh, lại có chút gì đó rất là đáng yêu, dễ bảo. Thiên Nhi là người hoạt bát đơn thuần. Tiểu Âm mặc dù không quá hoạt bát nhưng lại là người đơn giản chân thật. Nhìn chung thì cả hai chơi với nhau đều rất vô hại, cũng đều ngây ngô như nhau. Để hộp cherry vào trong tay Thiên Nhi, Tiểu Âm chặn cô ở trước cửa, vừa chặn vừa căn dặn. Cô ở đây đi, đừng có theo tôi vào trong. Thiên Nhi ngẩn người ra, mặc dù rất tò mò muốn vào bên trong, nhưng không hiểu vì sao khi nghe Tiểu Âm căn dặn như vậy, Thiên Nhi liền cảm thấy sợ, chân vô thức lùi lại không dám nhích lên dù chỉ là một bước. Tiểu Âm đứng trong khoảng sân rộng, mắt cô nhìn chằm chằm vào bên trong khu nhà. Cô cảm nhận được rất rõ mùi tử khí nồng đậm đang di chuyển từ bên trong. Tử khí đậm như vậy, đây là chết lâu rồi mà không phát hiện sao? Là ai chết? Hay không lẽ là... Bước lên mấy bước, còn chưa kịp bước vào trong gian nhà, thì cả Tiểu Âm và Thiên Nhi đều giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh của người làm. Có người thì hét, có người vừa khóc vừa gào, người thì chạy tán loạn, miệng kêu ầm lên là bà Năm tự sát, bà Năm cắt cổ tay tự sát. Tiểu Âm biết là có chuyện không lành, cô
Trước là xoay người căn dặn Thiên Nhi không có được vào bên trong, sau đó cô mới tiến vào trong kia xem thử. Cô không sợ ma quỷ, cô cũng không có sợ người chết. Cô muốn xem thử xem là ai chết và chết như thế nào. Chỉ là khi cô vừa đi tới trước cửa phòng ngủ của bà Năm, còn chưa kịp quan sát xung quanh, thì đột nhiên cơ thể cô được ai đó kéo ôm vào lòng. Bàn tay của người nọ che phủ lên mắt cô, ngăn cho cô không có nhìn vào cái cảnh tượng bên trong phòng. Kèm theo cái ôm bất chợt là một giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu của Tiểu Âm. Người chết rồi là tự sát, đừng có nhìn, sẽ ám ảnh đó. Đừng có tò mò, theo tôi ra bên ngoài, đừng có nhìn vào trong. Toàn thân Tiểu Âm căng cứng vì hồi hộp. Phảng phất như cô còn ngửi được cả mùi thơm cơ thể quen thuộc của người đàn ông đang ôm cô. Thân nhiệt của anh khá ấm, giọng nói là còn trầm thấp dịu dàng. Mà cái cảm giác được bảo vệ, được che chở, được bao bọc này phải nói là đặc biệt kỳ diệu làm sao. Nhất thời, nó khiến cho đầu óc của Tiểu Âm lâng lâng, cứ vậy mà gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời người nọ một cách khó hiểu. Đi theo người đó ra ngoài, mãi tới khi người này chịu buông tay, Tiểu Âm mới ngoan ngoãn mà mở mắt ra nhìn xung quanh. Ánh mắt có chút thẹn thùng, cô nhìn cậu hai Thiên Phàm, giọng cô nhỏ xíu mềm mại. Cậu hai, sao cậu lại ở đây? Sao cậu không có cho tôi xem ở trong phòng? Là ai chết chứ? Có phải bà Năm tự tử không? Thiên Phàm gật đầu, thần sắc anh đã bình thường trở lại, vẻ uy lãnh là không thể giấu đi đâu được. Là Thiếm Nam tự sát, Thiếm mới cắt cổ tay, phát hiện trễ quá, chắc là chết được mấy ngày rồi. Thật như vậy sao? Chết được mấy ngày, không ai phát hiện hả? Thiên Phàm xác nhận, giọng anh càng lúc càng nặng nề. Đúng là chết được mấy ngày rồi đó. Nhưng mà có phải là tự sát không thì phải đợi chính quyền tới thì mới điều tra, biết chính xác được. Nhưng mà có chuyện này, không biết là tôi nghĩ nhiều hay là... Là chuyện gì? Cậu nói đi. Thiếm Năm cắt cổ tay tự sát. Không biết là do cố tình hay do vô ý mà lúc chết, Thiếm mặc cái váy áo màu đỏ rực, son môi cũng là đỏ đậm. Tiểu Âm nghe tới đây, da đầu cô bắt đầu tê rần, khóe môi cô co rút vì sợ, lắp bắp kêu lên. Lệ quỷ, chính xác là lệ quỷ, đây là cố tình sắp xếp để biến thành lệ quỷ. Không xong rồi, lệ khí nặng như vậy, phải mau tìm ra được bà Năm, phải tìm được bà ấy trước khi bà ấy lấy mạng người ta. Nhanh, nhanh đi cậu hai. Váy đỏ, son môi đỏ, chết bằng cách tự sát. Đây là cố ý muốn sau khi chết biến thành quỷ, là lệ quỷ ngang hàng với quỷ sai. Bà Năm cắt cổ tay tự sát. Lúc phát hiện ra đã là mấy ngày sau, không còn cơ hội cứu chữa được nữa. Bà ta chết không có nhắm mắt, không ai vuốt mắt mà bà chịu nhắm, kể cả là chồng bà, ông Năm. Vì đã mất lâu ngày, nên sau khi phát hiện ra bà Năm đã chết, ông Năm liền cho làm đám tang ngay lập tức. Sang ngày hôm sau thì hạ táng, chôn cất, lập mộ, không có quàng linh cổ lại quá lâu. Bà Năm tên tục là Liễu Ly, tên nghe rất buồn, nỗi buồn như vận vào số phận của bà vậy. Mặc dù được sinh ra và lớn lên trong gia cảnh khá giả, lại được cha mẹ yêu thương cưng chiều, nhưng ai có nghĩ tới người phụ nữ may mắn như bà vậy lại thất bại trong hôn nhân. Có điều chuyện vợ chồng bà Năm với ông Năm không có hòa thuận cũng không có quá nhiều người biết, hình như chỉ có duy nhất mẹ ruột của bà Năm là biết mà thôi. Đứng trước ngôi mộ còn chưa được xây dựng, mẹ của bà Năm khóc lóc gào tên con. Từng tiếng kêu con gái ơi nghe mà xé lòng đứt từng đoạn ruột. Những ai đang có mặt ở trang viên phần mộ của Lâm gia cũng đều không có nén được đau buồn mà len lén lau nước mắt. Lâm lão phu nhân cũng không ngăn được bi thương, trong mắt ngấn nước, bà dịu giọng an ủi bà Xui. Chị Xui,
Liễu Ly là làm con dâu của tôi cũng đã gần chục năm. Tôi thề là tôi đối xử với con bé rất công bằng. Mà Lâm gia cũng quý Liễu Ly vô cùng. Không có chuyện con nhỏ bị ức hiếp đâu chị xui. Mẹ của bà Năm đứng như không vững. Bà dựa vào người thân để chống đỡ. Mắt bà không rời phần mộ của bà Năm dù chỉ là một giây. Nước mắt ngắn dài thi nhau rơi xuống. Bà kêu lên oan ức. Làm vợ mà không có được tình thương của chồng thì sống đau khổ là biết bao nhiêu. Con gái tôi nó hiền lành từ nhỏ, tính tình yếu đuối. Chồng không thương cũng không biết tự bảo vệ mình. Bộ chết là hết hay sao con gái à? Chết đâu phải là hết đâu con. Đâu phải vậy đâu con. Con gái ơi. Dừng một chút. Mẹ của bà Năm đột nhiên xoay người sang nhìn con rể. Bà như dùng hết sức bình sinh mà đi tới túm áo con rể đánh túi bụi. Tát một cái vào mặt con rể. Bà trợn trừng mắt, vừa khóc vừa gào thật lớn. Là mày. Chính mày. Tôi đã từng nói cho mày như thế nào. Nếu mày không thương con tôi thì trả về cho tôi. Tại sao mày lại hành hạ nó như thế này? Bây giờ con tôi chết rồi đó. Mày hài lòng chưa? Mày vừa lòng mày chưa hả? Cái đồ khốn nạn, đồ khốn kiếp, đồ ác nhân thất đức, cái đồ... Mẹ của bà Năm không đủ sức để vừa mắng vừa đánh con rể nữa. Bà chỉ vừa mới đánh được có mấy cái thì đã hụt chân mà ngã nhào ra đất. May mà có người thân của bà kịp thời đỡ dậy. Được người thân dìu hai bên tay, mẹ của bà Năm vẫn trừng mắt uất hận nhìn thằng con rể. Bà thống khổ gào lên trong phẫn hận. Gào một lúc, mẹ của bà Năm liền không chịu thêm được nữa mà ngã ra ngất xỉu. Mọi người lúc này mới nhốn nháo đưa bà đi nhà thương. Sau một lúc náo loạn với đủ tiếng gào khóc thì lúc này trong hoa trang đã tĩnh lặng hơn nhiều. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, người nhà Lâm gia cũng rời đi. Lúc này chỉ còn lại ông Năm và mấy anh em Thiên Phàm. Thiên Phàm đứng nhìn phần mộ vừa mới đắp của thím Năm, tâm tình anh có hơi phức tạp. Quay sang nhìn chú Năm của mình, anh dịu giọng an ủi. Chú à, chú cũng mệt rồi, hay là về nghỉ ngơi một chút rồi chiều lại ra thăm thím. Bây giờ là giữa trưa, chú quỳ ở đây hoài sẽ không có chịu nổi đâu, đổ bệnh thiệt đó chú ạ. Ông Năm có nghe lời an ủi của Thiên Phàm, nhưng ông không có chịu đứng dậy, cứ ngây ngô quỳ trước phần mộ của vợ mình. Cảm xúc của ông lúc này kinh khủng lắm, vừa đau buồn, vừa xót xa, vừa sợ hãi, cũng vừa cảm thấy uất ức và khổ sở. Ông không có dám nghĩ đến chuyện vợ ông vậy mà tự sát. Vợ tự sát ngay tại phòng ngủ của vợ chồng ông, vậy mà ông lại không hay biết gì. Nếu như bữa đó ông nhẹ nhàng hơn, ông đối xử với bà dịu dàng hơn một chút, thì có phải là bà đã không nghĩ quẩn mà chọn cách rời đi như thế này hay không? Là bà muốn trả thù ông, bà muốn ông suốt đời này phải sống trong khổ sở dằn vặt vì cái chết của bà. Bà là muốn như vậy có phải không? Thiên Hạo ngồi xuống bên cạnh ông Năm, biểu cảm của cậu cũng không có nén nổi đau buồn. Cậu ho vài tiếng, sau đó mới vỗ nhẹ lên vai ông Năm rồi an ủi khuyên nhủ. Chiều con lại đưa chú ra thăm thím, bây giờ nắng lắm. Chú mà quỳ như thế này thêm nửa giờ nữa thì chú sẽ không có trụ được đâu. Chú phải giữ gìn sức khỏe để lo hương khói cho thím, còn lo nhập phả nhập bài vị từ đường cho thím nữa mà chú. Ông Năm vẫn im lặng mà thẫn thờ quỳ trước mộ vợ. Mặc dù đã có cái dù che nắng, nhưng sự nóng bức cùng với khổ sở lúc này như muốn thiêu cháy rụi cõi lòng ông. Ông suy nghĩ rất nhiều, ông cũng khổ tâm rất nhiều. Mới chỉ có một ngày một đêm trôi qua mà nhìn ông như già đi chục tuổi. Vợ ông tự sát, vợ ông nhút nhát như vậy mà lại tự sát. Đợi gần 10 phút sau, tới khi cả bọn người Thiên Phàm đều thấy sốt ruột, thì ông Năm mới chịu đứng lên. Ông không thèm vịn tay ai, mắt vẫn nhìn về phía mộ,
chỉ có giọng nói là đặc biệt, như là đặc biệt cứng rắn khác thường. Thiếm của các con một đời hiền lành, lúc sống thiếm là không có tranh giành cái gì ở đời, vậy nên lúc chết cũng sẽ không có tranh. Thiên Phàm nhíu mày, anh như nghĩ ra cái gì đó, nghiêm giọng hỏi chú. Ý của chú là sẽ không có nhập phả cho thiếm, không có lập bài vị trong họ. Ông Năm không lên tiếng xác nhận, nhưng sự im lặng của ông cũng đủ để trả lời cho câu hỏi của Thiên Phàm. Không nhập phả, không làm bài vị thờ ở Từ Đường. Làm như vậy, khác nào nói bà Năm không phải là con dâu của Lâm gia. 6 giờ chiều của ngày chôn cất thứ bảy, mấy anh em Thiên Phàm được lệnh của Lâm lão gia đi tới đốt vàng mã cho mộ của bà Năm ở Hoa Trang Lâm gia. Thiên Phàm, Tiểu Âm, Thiên Hạo và Thiên Nhi, 4 người phân chia công việc, vừa đốt giấy tiền vàng mã cho bà Năm, vừa thắp nhang cho các phần mộ của tổ tiên trong Lâm gia. Đáng lý có anh em Thiên Phúc nữa, nhưng vì sức khỏe Thiên Phúc đột nhiên không có được tốt, nên Thiên Phát đã đưa anh trai về trước. Vậy nên lúc này chỉ còn lại đám người Thiên Phàm ở Hoa Trang. Đốt vàng mã gần xong, đột nhiên ở trong hoa viên lúc này nổi lên một cơn gió lạ. Thiên Phàm nhìn Tiểu Âm, cả hai không hẹn mà cùng đứng dậy, sau đó dõi mắt nhìn về một phía. Tiểu Âm nhíu khẽ chân mày, cô điềm tĩnh hỏi Thiên Phàm. Cậu hai có cảm nhận giống tôi không? Ở đây vừa có thêm một người nữa. Thiên Phàm không sợ, không lo, anh gật đầu, điềm nhiên trả lời. Là thiếm Năm đó, thiếm ở phía sau bức tường kia kìa. Cũng gần một tuần rồi, đến tận hôm nay mới nhìn thấy được thiếm đó. Xét theo gió khí, thiếm Năm bây giờ có lẽ đã là quỷ, sắp đạt tới lệ quỷ rồi. Tiểu Âm gật đầu, cô tiếp lời. Hoặc là tu luyện thêm mấy chục năm nữa, hoặc là tìm quỷ yếu nuốt hồn để tăng tu vi. Cũng có cách nhanh nhất, đó là tìm rồi giết một người, sau đó nuốt hồn phách của người đó. Như vậy tu vi của thiếm sẽ nhanh chóng đạt đến cấp bậc lệ quỷ. Dừng một chút, Tiểu Âm đột nhiên quay sang nhìn Thiên Phàm, cô nhạt giọng. Cậu có muốn đi gặp bà Năm một chút không? Biết đâu bà ấy nghe lời khuyên của cậu thì sao? Thiên Phàm không suy nghĩ gì, liền gật đầu đồng ý. Khuyên được thì tốt, còn nếu không khuyên được, chắc chỉ có thể tiêu diệt mà thôi. Tiểu Âm ngạc nhiên nhìn anh, cô nhíu mày dò hỏi. Anh biết cách tiêu diệt quỷ hồn à? Anh biết thuộc pháp hay là có pháp khí gì sao? Thiên Phàm lắc đầu, anh cười nhẹ nhàng, lời nói cũng nhẹ nhàng luôn. Không có pháp khí, nhưng tôi nghĩ là tôi làm được, có gì em dạy cho tôi. Tiểu Âm cau mày, nhìn người đàn ông mặt mày tràn đầy phúc khí bên cạnh. Cảm giác của cô về anh rất khó tả, không biết phải dùng từ ngữ gì mới có thể tả đúng về con người của anh đây. Đi bắt quỷ mà cứ như đi học lại còn kêu cô dạy. Tới cô còn chưa biết bắt quỷ như thế nào, lấy cái gì mà dạy cho anh chứ? Anh tưởng cô là huyền sư chuyên bắt ma bắt quỷ thiệt sao? Thiên Phàm nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ bất mãn của Tiểu Âm, nhìn thấy ánh mắt cô tròn xe nhìn anh. Anh nhìn không được mà bật cười, nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Anh vươn tay xoa xoa tóc Tiểu Âm, cười cười. Tôi cũng không có vô dụng lắm đâu, là bản năng trong linh hồn của tôi có thể bắt được quỷ. Tôi nghĩ như vậy đó. Tiểu Âm không bài xích trước sự thân mật này của Thiên Phàm, mặc dù cô không biết anh sẽ làm thế nào để bắt quỷ, nhưng mà cô tin là anh có thể giải quyết được những cái chuyện như thế này. Lão Tử nói, năng lực của Thiên Phàm có thể rất mạnh, tu vi chưa chắc đã thấp hơn lệ quỷ, rất có khả năng sẽ bắt được lệ quỷ bà Năm. Thiên Phàm và Tiểu Âm một bên nói chuyện, anh em Thiên Hạo thì ngớ người, vừa nghe vừa thấy không hiểu cái gì. Nhìn hết được, Thiên Hạo lúc này mới kéo theo Thiên Nhi đi tới bên cạnh Thiên Phàm và Tiểu Âm. Ủa, hai người định đi đâu? Đừng có nói là để anh em tôi ở đây canh chừng một mình ngang. Thiên Phàm liếc mắt nhìn Thiên Hạo, anh trực tiếp xác nhận. Em đoán đúng rồi đó. Em với Thiên Nhi ở đây một chút,
Sẵn tiện còn lấy một ít giấy tiền, em đốt hết cho thím Năm đi. Nhớ đốt không được bỏ sót một góc nào, coi chừng đốt thiếu thím Năm về tìm em đòi đó. Thiên Hạo là chúa nhát gan. Nghe anh trai hù dọa, cậu liền dựng hết cả lông tóc, giãy nảy không có chịu ở lại trước mộ đốt giấy tiền vàng mã. Mãi tới khi Tiểu Âm phải lên tiếng trấn an thì cậu mới chịu im. Rồi lại phải đợi Tiểu Âm cho cậu và Thiên Nhi mỗi người hai lá linh phù cực phẩm. Sau đó là phải giải thích một chút thì Thiên Hạo mới chịu im lặng. Thiên Hạo cầm hai lá linh phù trên tay, còn ngắm nghía một hồi như có phần tò mò không tin tưởng lắm. Cái lá bùa này có tác dụng thiệt không vậy? Có thiệt là giữ lá bùa này trong người thì ma quỷ sẽ không dám đến gần không? Cậu gặp ma là sẽ biết thôi. Tiểu Âm cười cười đùa dai. Thiên Hạo lại sởn hết lông tóc lần nữa. Cậu nhảy dựng mà gào thét. Không nha, tôi sợ ma lắm. Đừng làm ơn, đừng có hù tôi. Thiên Nhi cười điên cười bò, nhìn anh trai ruột. Cô dỗ vai anh trai càm tràm. Sao anh nhát gan vậy, anh Hạo? Tiểu Âm đã nói bùa này là thật mà. Anh cứ tin vậy đi, hỏi nhiều chi. Tiểu Âm phụ họa theo Thiên Nhi, nửa đùa nửa thật. Thiên Nhi nói đúng đó, bùa này chỉ linh khi giữ bùa trong người thôi, khoe khoang không có tốt đâu, ma quỷ ghét mấy người hay khoe mẽ lắm đó. Vậy hả? Vậy để tôi đem cất đi, tôi đem cất ngay mà giờ này bỏ túi được không? Nhìn bộ dạng sợ sệt khẩn trương của Thiên Hạo mà cả Tiểu Âm và Thiên Phàm đều bật cười. Chúa tể ăn chơi như Thiên Hạo, vậy mà nhát gan sợ ma. Anh ta là chúa đi đêm, vậy mà lại sợ ma nữa chứ. Thiệt tình à, mắc cười ghê luôn đó. Sắp xếp xong cho Thiên Hạo và Thiên Nhi, Tiểu Âm cùng với Thiên Phàm liền đi tới nơi phát ra âm khí dày đặc. Chỉ có điều lúc cô và anh đi tới, thì lễ quỷ kia đột nhiên biến mất, có tìm khắp nơi cũng không thấy ở đâu. Đi vòng quanh bên ngoài hoa trang, Tiểu Âm tóm được một quỷ hồn lang thang dưới gốc cây to. Bắt được quỷ hồn, cô không nén nổi tò mò, liền hỏi quỷ hồn có thấy lệ quỷ vừa mới đi qua không. Quỷ hồn khi nghe Tiểu Âm nhắc đến lệ quỷ, hắn co thân quỷ mà run rẩy, vừa cúi đầu khép nép, hắn vừa run run mà nói: "Thấy lệ quỷ đó dữ lắm, bắt gần hết đám tụi tôi để ăn rồi. Quỷ gì mới chết có mấy ngày à, mà mạnh thấy sợ luôn. Bây giờ tụi quỷ ở đây, ai nghe tới tên của cô ta cũng sợ tới điếng hồn quỷ luôn đó." Dừng một chút, quỷ hồn còn nói thêm, hắn nói trong ngập ngừng: "Lệ quỷ này mới chết mà quỷ lực mạnh lắm. Hai người đừng có dại mà đi kiếm cổ làm gì. Tôi nghe nói quỷ lệ này muốn đi trả thù ai đó, chắc là chồng của cô ta. Mà sao cô ta được chôn trong hoa viên Lâm gia kia, nhưng sao tổ tiên Lâm gia lại không bắt cô ta đi, để cô ta đi tùm lum giết quỷ?" Thiên Phàm nhìn thẳng vào quỷ hồn, anh nghiêm giọng: "Ngươi nhìn thấy tổ tiên Lâm gia, thấy khi nào?" Quỷ hồn lúc này mới nhìn kỹ vào người đàn ông vừa phát ra tiếng hỏi. Hồi nãy chỉ sợ một lệ quỷ, bây giờ phải sợ thêm một con người nam. Một con người nữ thì nhìn còn thấy dễ chịu được một chút, nhưng còn con người nam thì khủng bố quá vậy trời. Run rẩy, quỷ hồn như cảm thấy bữa nay là ngày tận kiếp của hắn. Hắn nói trong sợ hãi, nói như hết hơi tới nơi: Dạ, thấy sao cái bữa mà chôn lệ quỷ kia, tôi thấy có mấy linh quỷ tập trung ở trong hoa viên, rồi xem xét mộ chôn có lệ quỷ, nhưng mà chỉ xem xét thôi, chứ không có làm gì hết. Hai người bắt được cô ta thì bắt giùm tôi đi, ở đây chỉ còn có mấy móng quỷ sót lại à, tôi sợ tôi sẽ bị cô ta ăn mất luôn đó. Quỷ hồn ốm nhom ốm nhách, khóc hù hù như trẻ con, khóc ồn ào nhức hết cả đầu. Hết cách, Tiểu Âm phải nhét hắn vào trong miếng ngọc trấn hồn để hắn im miệng, cũng sẵn tay giúp hắn giữ lại cái mạng quỷ. Xem ra bà Năm tự sát là có ý đồ, bà ấy muốn trả thù ông Năm. Thiên Phàm không suy nghĩ nhiều,
Sau khi đợi Tiểu Âm sắp xếp xong cho quỷ hồn ốm, anh liền đưa Tiểu Âm rời đi. Nắm lấy cổ tay xinh của cô, ánh mắt của anh sâu hút uy nghi, anh nghiêm nghị nói thật rõ ràng từng tiếng. Phải gặp chú Năm, phải hỏi mọi chuyện cho rõ ràng rồi mới có thể đi tìm Thiếm Năm được. Tôi nghĩ giữa chú Năm và Thiếm Năm có quẩn khúc. Tất cả tổ tiên Lâm gia cũng không có giải quyết được Thiếm Năm thì rõ ràng việc này là có liên quan đến nhân quả. Nếu muốn giữ an toàn mạng sống cho chú Năm, vậy thì phải xem chú ấy có chịu nói ra sự thật hay là không. Ông Năm không cho bà Năm nhập phả, cũng không lập bài vị cho bà Năm ở Từ Đường. Còn việc chôn cất bà Năm ở Hoa Trang Lâm Gia thì ông Năm chỉ cho lập bàn thờ cúng bà ấy và ở khu riêng của ông. Về quyết định này của ông Năm, Lâm Lão Gia cũng đã lên tiếng trách móc và ép buộc không cho ông Năm làm như vậy. Nhưng mà mặc kệ ai nói cái gì thì nói, ông Năm đều không nghe. Đều nhất quyết làm theo ý của mình. Tất cả mọi người đều không thể hiểu được quyết định này của ông Năm. Ai cũng đều quở trách là ông ăn ở bạc với bà Năm. Sống thì tỏ ra yêu thương vợ, nhưng tới khi vợ chết rồi thì lại phũ phàng nhẫn tâm với vợ. Suốt thời gian kể từ khi bà Năm mất cho tới bây giờ, lời đồn đoán về cái chết và mối quan hệ của ông Năm bà Năm vẫn luôn là chủ đề bàn tán của người dân thành cổ. Tới cả Lâm Lão Gia cũng không có quản lý được tin đồn này, vậy nên cứ để mặc cho nó trôi tới đâu thì trôi. Mà ông Năm càng bị bêu rếu thì ở đâu đó có một người lại vô cùng hả hê và vui sướng. Nguyệt Sang, vợ sắp cưới của cậu ba Thiên Phúc, cũng vì chuyện của bà Năm Liễu Ly mà có thái độ bức xúc về hành động vô tình của ông Năm. Trước mặt gia đình chồng sắp cưới, Nguyệt Sang cũng không ngần ngại gì mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Chú Năm bạc tình bạc nghĩa quá, em thật sự không có tin là chú Năm lại làm như vậy với dì Ly. Em chỉ là người ngoài, không có thân thuộc máu mủ ruột trà với dì mà còn thấy bất bình, hỏi sao mà nhà mẹ của dì lại tức giận tới như vậy chứ? Thiên Phúc nhìn Nguyệt Sang, giọng anh hơi khàn đi. Đúng là chú Năm làm như vậy với Thiếm Năm là không có đúng, là không có công bằng với Thiếm Năm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, con người chú Năm trước giờ sống không có mất lòng ai, mà chú cũng thương Thiếm Năm lắm. Đột nhiên lại xảy ra cái chuyện này, anh nghĩ chắc là có quẩn khúc gì đó ở bên trong. Nguyệt Sang vẫn giữ nguyên suy nghĩ ban đầu. Cô phản kháng lời nói của Thiên Phúc. Dù cho có quẩn khúc cái gì thì cũng không có nên làm như vậy chứ. Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm rồi, bây giờ vợ chết đi mà tiếng thơm cũng không có, danh phận lại càng không. Nếu Thiếm Liễu Ly có làm cái gì sai trái thì chú Năm phải nói ra để mọi người cùng hiểu và thông cảm. Chứ còn đằng này, chú cứ im ỉm như vậy, thật sự là quá mức xem thường nhà mẹ của Thiếm Ly rồi đó. Cậu Tư Thiên Phát không quá để tâm đến cái chuyện này của ông Năm, chỉ là lúc này thấy chị dâu tương lai lại bất bình, đi quá giới hạn, cậu mới lên tiếng nhắc nhở. Chị dâu tương lai à, dù tốt dù xấu thì chú Năm vẫn là người nhà của chúng ta. Anh của em nói đúng đó, chắc chắn là phải có quẩn khúc gì. Có thể là Thiếm Năm đã làm cái chuyện sai trái gì quá đáng sau lưng chú Năm, vậy nên chú Năm mới tuyệt tình với Thiếm như vậy. Mình là người thân của chú Năm, có bất bình cũng chỉ nên bất bình trong suy nghĩ, còn ở bên ngoài vẫn phải bảo vệ người nhà tới cùng. Chị dâu, cảm xúc của chị có hơi thiên vị một chút rồi đó. Nguyệt Sang nhíu chân mày nhìn Thiên Phát. Cô vô cùng không hài lòng về sự nhắc nhở của em trai chồng. Cậu ta nói cô thiên vị cho Thiếm Liễu Ly. Vậy còn cậu ta và mọi người đang thiên vị dung túng và bao che cho ông Năm thì sao? Rõ ràng trong cái chuyện này, ông Năm là người không đúng, vậy mà vẫn được bao che, thực sự là không có công bằng. Bà hai nhỏ nhìn thấy mấy đứa con trai con dâu đang ngồi xung quanh bà cũng nhìn thấy thái độ phản kháng của con dâu tương lai. Bà có phần không hài lòng, sẵn tiện đang nói về chuyện này, bà cũng lên tiếng luôn, coi như là dạy dỗ hai đứa con dâu một lúc. Thiên Phúc nói phải. Chắc là trong cái chuyện này phải có khúc mắc cái gì đó.
chứ không phải tự dưng mà chú Nam lại hành xử vô tình như vậy với thím đâu. Thiên Phúc với Thiên Phát thì mẹ không nói rồi, nhưng về phần Nguyệt Giang với Quế Vân, hai đứa phải rõ vấn đề này. Ở Lâm gia, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu có liên quan tới lợi ích chung của Lâm gia, thì chúng ta buộc lòng phải bảo vệ Lâm gia, bảo vệ người của Lâm gia, dù cho sự việc đúng hay là không đúng. Tại gia tòng phụ, nhưng mà xuất giá thì phải tòng phu. Nhất, thờ nhà chồng. Nhì, bảo vệ nhà chồng. Tam, phải tin tưởng nhà chồng. Mà nhà chồng ở đây là Lâm gia, và cũng chính là chồng của hai đứa con. Vậy nên, trong chuyện này của chú Năm, dù đúng dù sai, thì chú Năm vẫn phải được bảo vệ. Mấy đứa có nghe hiểu không? Mợ tư Quế Vân có vẻ đã hiểu từ trước, chỉ có Nguyệt Sang là hơi ngỡ ngàng một chút, cũng có chút biểu cảm như là không phục. Nhưng mà cho dù Nguyệt Sang có phục hay là không, thì sự thật vẫn như vậy, vẫn phải khuất phục trước nhà chồng. Cậu ba Thiên Phúc nhìn gương mặt kiều diễm của vợ sắp cưới có hơi nhăn nhó, anh cũng không có muốn khuyên bảo chi, chỉ im lặng để cho mẹ anh dạy dỗ uốn nắn vợ. Dù sao thì những gì mẹ anh dạy cũng là đúng, không hề sai, mà tính tình của vợ anh cũng có hơi ngang bướng và cố chấp, vẫn nên để mẹ anh dạy dỗ nhiều hơn. Sống ở Lâm gia thì nên biết bảo vệ Lâm gia, đã nhận phúc đức của Lâm gia mà còn muốn phủi tay chống đối, đây thực sự là điều cấm kỵ. Bà hai nhỏ lên tiếng như vậy, Nguyệt Sang dù cho có muốn phản bác cũng không có gan làm cái chuyện đó. Bất bình là một chuyện, nhưng cuộc sống hiện tại lại là một chuyện khác. Cũng không có thể vì một người đã khuất bóng không có máu mủ ruột rà gì mà chống đối lại nhà chồng. Làm như vậy là rất ngu, cũng rất bao đồng. Nguyệt Sang ngồi chơi thêm một chút nữa cũng xin phép ra về. Vì sức khỏe Thiên Phúc có hơi không có được tốt, nên anh không có đưa vợ sắp cưới về được, phải nhờ tài xế của Lâm gia đưa Nguyệt Sang về. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Cốt Cách Chủ Mẫu, tác giả Du Phong Vân. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6.